Hôm nay em xin giới thiệu cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm bất động sản nữa. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa cô chú anh chị quý nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là thuộc xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nha cô chú anh chị. Thì đây là một lô đất có diện tích là 4.300 m² nha cô chú anh chị. Thì trên màn hình cô chú anh chị, đây là đường vào đất nha. Thì con đường này là do chủ nhà kết hợp với một số hộ bên trong để mở cái con đường này vào nha cô chú anh chị. Con đường này mới vừa mở thôi. Đây là cái vị trí lô đất nha. Cái hướng từ ngay vị trí em đứng này đây, ngay cái bờ chuối đi thẳng ra ngoài á, thì cách đường lộ đan bên ngoài là khoảng 440 m nha cô chú anh chị. Bên ngoài thì nhà dân á, dân cư đông đúc nha, hiện hữu. Thì bên ngoài thì có điện nước đầy đủ nha. Thì là cách khoảng 440 m nha. Thì vị trí đất á, là từ ngay chỗ cái bờ đất này đây nha, chạy thẳng dài vô nè. Một sản phẩm á, mặt tiền cực kỳ nhiều luôn nha cô chú anh chị. Diện tích là 4.300 m². Thì mặt tiền là 103 m nha cô chú anh chị. Chạy thẳng dài vô là một cạnh là 41,4 m, một cạnh là 42 m nha. Đất cực kỳ đẹp luôn nha cô chú anh chị. Thì con đường á, là do cá nhân nha, một số hộ gia đình bên trong á, kết hợp nhau làm để làm một cái lối đi chung nha cô chú anh chị. Thì hiện tại á, thì cái mặt tiền lô đất á, là thể hiện là đường nước công cộng 2,5 m nha cô chú anh chị. Cái bờ đất á, thì chưa cập nhật vào sổ nha. Thì cái sản phẩm này mà nếu mà cập nhật được bờ đất vào sổ nữa là cực kỳ VIP, cực kỳ đỉnh luôn á. Do là cái bờ đất này á, là mới tiến hành làm, mà muốn cập nhật chắc cũng phải đợi một thời gian sau á, là mình mới kết mới cập nhật vô cái bờ đất được nha cô chú anh chị. Bờ đất cập nhật vô sổ là phải đợi một thời gian nữa nha. Thì cách lộ DT833 tầm khoảng 3 km nha cô chú anh chị. Chợ Mỹ Thạnh, cầu Bà Miều tầm khoảng 3,2 km thì rất gần luôn. Dòng xây phường 5 tượng đài liệt sĩ thành phố Tân An là 15 km nha. Trung tâm Thủ Thừa, chợ Thủ Thừa tầm khoảng 10 km. Sài Gòn, mốc giáp ranh là Nguyễn Văn Linh là khoảng 45 km nha. Còn đối với cô chú anh chị ở Đức Hòa thì về tầm khoảng 40 km nha cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị biết đường đi á, mình đi đường tắt, đi theo quốc lộ N2 nè, về tới lộ DT88 á, chạy tới trường tiểu học Tân Thành, rồi mình chạy thẳng về chợ Mỹ Thạnh đó, thì ngay chỗ vị trí chợ Mỹ Thạnh thì cách đất chỉ có 3 cây số thôi nha. Hàng này cũng rất là ok nha cô chú anh chị. Có hướng phong thủy á, mặt tiền lô đất này á, là có hướng phong thủy là hướng chánh bắc nha. Thì trên đất này á, thì cái bờ đất này thì có một số cây mai nè. Cây mai thì chủ nhà sẽ bứng đi nha. Đó, để làm cái lối đi chung nha cô chú anh chị. Đó, thì cặp cái bờ mai này á, là có cái đường nước công cộng á, chính giữa hai bờ mai là có đường nước công cộng là 2,5 m nha. Thì trên đất là 4.300 m² á, thì chưa có chính là trừ cái bờ đất này nha. Nếu mà cô chú anh chị cập nhật được bờ đất thì chắc mất khoảng 300 m² á. Phía này chắc tầm trạng cỡ 4 công nếu mà cô chú anh chị cập nhật vô nha. Thì cái ranh của cái sản phẩm này á, là tới ngay vị trí cái cây này đây. Đây có trụ ranh nha. Thì chủ đất là nguyên cái thửa lớn luôn. Đây cái trụ ranh nè, cái chỗ vị trí cái mai này nè. Đây có trụ đá nha. Thì trên đất á, là có các trụ móc giáp ranh hẳn hò rồi. Nói chung thì em chỉ quay sơ sơ cho cô chú anh chị xem. Đất thì tương đối gò nha, cao ráo. Sản phẩm này là phù hợp cho anh chị nào mà tài chính tầm gọn gọn về mình mua để dành sau này mình sẽ cất nhà vườn mình ở, hoặc là làm vườn, lên clip mình làm vườn, hoặc là để dành cho con cháu sau này mình chia cho người 1 công 2 công ha, 1 công đồ đó. Thì miếng này là 4.300 m², thì đất bên Thủ Thừa thì rất là có giá trị nha cô chú anh chị. Giá trị nó cao hơn so với các huyện khác.
Còn về Bến Lức, Đức Hòa thì cái này khỏi nói rồi nha, giá nó đã đu lên đỉnh rồi nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ không để cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư đợi lâu, em xin cập nhật giá chính chủ cái sản phẩm này nha. Thì lô đất này thuộc xã Mỹ Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, diện tích là 4.300 mấy chục mét vuông á, và mặt tiền là 103 m, chạy thẳng dài vô là một cạnh 41,4, một cạnh là 42 m nha. Đất rất là đẹp, vuông vức nha cô chú anh chị. Cách chợ là 3 cây số nè, DT833 cũng khoảng 3 cây, phường 5 khoảng dòng xe phường 5 15 cây, Sài Gòn 45 cây, và giá bán chính chủ là chủ kêu là 280 triệu trên 1.000 m2, giá còn thương lượng nhẹ nha cô chú anh chị. Trên màn hình cô chú anh chị đây là cái hình dạng lô đất nha. Thì em quét lên không ảnh mang tính chất tham khảo cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư xem và hiểu rõ hình dung cái sản phẩm này nha. Thì một tí nữa em sẽ cho cô chú anh chị xem sổ và bản vẽ lô đất luôn. Thì đối với sản phẩm này á là đất lúa nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị quý nhà đầu tư đừng quá lo lắng về việc người Sài Gòn sở hữu đất nông nghiệp nha, đất lúa, thì bên em sẽ có đội ngũ anh chị tư vấn giúp cho cô chú anh chị đứng được đất nông nghiệp nha. Thì bên em sẽ theo sát hợp đồng cho cô chú anh chị từ ngày mà mình quyết định đặt cọc đến khi mà mình cầm sổ hồng trên tay luôn nha cô chú anh chị. Thì trên màn hình cô chú anh chị đây là hướng chánh bắc, hướng của cái mặt tiền 103 m nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nào đang tìm kiếm một sản phẩm bất động sản để làm vườn, lên clip trồng cây, hoặc là mình mua sản phẩm này mình để dành mình làm tài sản sau này mình cho thuê lại cũng được nha. Thì giá cho thuê nó dao động một mẫu là 10.000 m2, là dao động từ 12 đến 15 triệu nha cô chú anh chị. Giá thì mình thỏa thuận với cái người thuê thôi. Thì 4 công này thì một công thì tầm khoảng 1.2 triệu hoặc 1.5 triệu á, mình cứ thỏa thuận nha. Trên màn hình cô chú anh chị đây là cái bản vẽ cái sổ lô đất nha. Thì cái đường cặp đường nước công cộng 2.5 m nha. Trên đất thì chưa có hiển thị đường, nhưng mà có hiển thị đường nước công cộng 2 m. Cái đường thì mới mở, dân thì gom một số hộ bên trong là mở ra thôi. Diện tích trên giấy tờ là 4.309 m2 nha. Một cạnh là 41.4 m, một cạnh là 42 m nha cô chú chị. Sản phẩm rất là đẹp nha. Thì đối với sản phẩm này mà tách thửa để sang nhượng rất ok nha. Giá là 280 triệu trên 1.000 m2 nha cô chú chị. Giá còn thương lượng nhẹ nha. Thì bên em còn rất là nhiều sản phẩm bất động sản luôn nha cô chú chị. Thì cô chú anh chị nào muốn tìm hiểu về thị trường bất động sản theo khu vực, hoặc là muốn xem đất thực kế thì cứ alo anh em nha. Em sẽ sắp xếp thời gian cho cô chú anh chị xem đất, và những cái sản phẩm bên em đều là sản phẩm chính chủ hết. Thì ai đứng tên đất nè, ai có quyền quyết định về giao dịch thửa đất là mình sẽ gặp được ngay người đó nha cô chú anh chị. Đối với sản phẩm này cách cầu Bà Miều, chợ Mỹ Thạnh chỉ có 3 cây số thôi nha. Dòng xe phường 5 là 15 cây, Sài Gòn là 45 cây nha cô chú anh chị. Chợ đồ đó, rồi trường học đồ đó cũng kế bên luôn nha cô chú anh chị, rất là gần nha. Trường học chỉ có cấp 1, cấp 2 thì ra khoảng 3.5 km nha cô chú anh chị. Và cô chú anh chị xem cái sản phẩm này ưng ý phù hợp với mình thì cứ alo anh em. Cô chú anh chị ưng ý về sản phẩm nào thì cứ alo anh em báo về mã số video. Thì mỗi video em đều để mã số hết nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video, và để cập nhật tin bất động sản mới nhất thì cô chú anh chị đừng quên bấm nút like và đăng ký miễn phí nha. Và biết đâu đó cô chú anh chị sẽ tìm được những sản phẩm bất động sản thật là ưng ý. Chúc cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư sở hữu những sản phẩm bất động sản thật là đẹp, thật là VIP và với giá tốt nhất thị trường luôn nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị những video tiếp theo, và em xin chào tất cả cô chú anh chị.